Nhưng chị mỏng lắm, chị muốn em phun cho chị tràn ra ngoài viền để cho nhìn cảm giác nó dày hơn được hay không? Đây là câu hỏi rất nhiều khách hàng muốn mình xử lý. Và các bạn nhìn thấy trên kết quả, các bạn có thấy không ạ? Và sau khi mà rất nhiều khách hàng làm ở nơi khác mà phun tràn viền như vậy thì mọi người thấy có đẹp không? Với bản thân mình thì mình thấy nó hoàn toàn là không đẹp. Cho nên là những cây để mong muốn là xử lý lại, sửa lại làm sao cho nó hài hòa và đẹp hơn. Mọi người có thể thấy là sau khi mà phun tràn ra ngoài thì giữa màu da ở bên ngoài và cái màu của bên trong thì hai cái màu hoàn toàn khác nhau. Và khi mà khác nhau nhiều như vậy thì trông nó rất là buồn cười và chúng ta cũng cảm giác như nó đang rất là nhem nhem. Cho nên lời khuyên dành cho khách hàng là chúng ta chỉ nên phun ở đúng cái khuôn mô của mình thôi. Và nếu mà có ăn gian thì chúng ta chỉ nên ăn gian một đường kim thật thật là nhỏ ở bên ngoài thôi. Không nên ăn gian tràn ra ngoài hẳn cái đường biểu mô, như thế nó rất là xấu. Còn trường hợp thứ hai là sau khi chúng ta đã phun môi đẹp rồi, những khách hàng nào mà muốn tạo hiệu ứng môi dày hơn thì chúng ta có thể đánh thêm son tràn ra ngoài một chút xíu. Thì sau khi mà chúng ta tẩy trang rồi thì chúng ta sẽ trở lại môi bình thường như thế, thì nó rất là đẹp và rất là tự nhiên. Lời khuyên dành cho các khách hàng là chúng ta hãy lắng nghe các chuyên gia tư vấn trước khi mà chúng ta làm đẹp nhất, và chắc chắn là một nhà kỹ thuật chỉ thật sự là uy tín thì như thế chúng ta mới có một kết quả như mong muốn được. Xin chân thành cảm ơn.